rồi dần dần giáo pháp sẽ biến hết, sẽ mất hết. Cho đến khi nào ở thế gian không còn ai biết đến giáo pháp nữa, à, thì lúc đấy là Phật pháp sẽ diệt chủng hoàn toàn, chủng hoàn toàn. Thì người xuất gia sẽ ngày nào còn người xuất gia thì lúc đấy còn giáo pháp, người xuất gia sẽ còn duy trì được giáo pháp cho đến lúc giáo pháp mai một, người xuất gia hết, và lúc đấy là giáo pháp sẽ hết. Đức Phật đã để lại một cái giáo pháp, đó là trong cái giáo pháp có một cái hàng ngũ tu sĩ, đó là người xuất gia, và có cái phật sự là giữ gìn cái nặng cái giáo pháp, pháp học, pháp hành và pháp thành tịnh. Và cái bài hôm nay là để học về, tìm hiểu về những cái đệ tử xuất gia của Đức Phật. Đệ tử xuất gia đầu tiên của Đức Phật là ai? Kiều Trần Như là cái người đệ tử đầu tiên. Còn cái đệ tử tại gia thì đầu tiên là ai? Hai cái vị là thương, hai cái vị thương nhân người Miến Điện ấy, là cái người đệ tử tại gia đầu tiên mà cũng giảng Đức Phật về thức ăn sau 49 ngày hành đạo, sau khi hành đạo. Và đệ tử xuất gia đầu tiên thì là ông Kiều Trần Như, là cái người xuất gia đầu tiên. Cô Lan Nhã, Kiều Trần Như. Và ông Kiều Trần Như cũng là một cái người giác ngộ đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật. Khi mà Đức Phật thành đạo rồi, lúc ấy Đức Phật quan sát cái căn tính của chúng sinh, thì Đức Phật thấy rằng là chúng sinh bị đắm nhiễm cái dục trần nó quá sâu nặng. Ai cũng thế, người kẻ ít người nhiều, ai cũng đắm nhiễm cái dục trần và rất khó có thể gỡ bỏ được cái tham ái đối với những cái trần cảnh. Cho nên là Đức Phật đã, mà nếu như bây giờ cái giáo pháp của ta thì quá là thâm sâu, quá cao siêu, quá khó hiểu, quá khó chứng đắc, chứng ngộ, chứng đạt. Nếu bây giờ ta đi thuyết pháp mà chúng sinh không hiểu thì thật là mệt mỏi cho ta. Nhưng mà có những lúc Đức Phật đã từng nghĩ đến việc nhập niết bàn và đi truyền bá giáo pháp. Nhưng sau đó ngài quan sát hoa sen, đấy, có hoa thì đã ra khỏi mặt nước, có những bông hoa còn ở trong nước, có những bông hoa còn ở trong bùn, thì chúng sinh cũng vậy. Có những chúng sinh có trí tuệ sắc bén, có thể hiểu được giáo pháp nhưng rất là ít. Có những chúng sinh thì trí tuệ trung bình, có thể là tạo được cái duyên ngành, có thể là gieo được cái nhân duyên về giáo pháp và sẽ giác ngộ ở tương lai. Còn có những chúng sinh thì giống như là hoa sen còn ở trong bùn, thì cái chúng sinh này có giác ngộ được hay không thì nó còn cái điều đấy không chắc chắn. Vì cái bông hoa sen ở trong bùn nó có thể ra được khỏi bùn, nhưng nó cũng có thể trở thành thức ăn cho rùa cá. Nên là những cái chúng sinh mà cái trí tuệ quá là thấp kém hạn điểm thì có thể là họ sẽ gặp được giáo pháp, họ có thể có niềm tin với giáo pháp, còn cũng có thể họ sẽ không có niềm tin với giáo pháp, họ bị tà kiến mê lầm. Thì cái đấy, cái giáo pháp đấy thì cái Phật có thể là tùy duyên hóa độ chúng sinh, được đến đâu thì được. Nên Đức Phật mới quyết định, và ông Kiều Trần Như là cái người đầu tiên giác ngộ giáo pháp, nên Đức Phật đã rất là hoan hỉ khi mà Kiều Trần Như giác ngộ chứng được sơ quả. Đức Phật đang hôi rằng Kiều Trần Như đã giác ngộ, Kiều Trần Như đã giác ngộ. Cho nên là mới có cái chữ A Nhã Kiều Trần Như, A Nhã giác ngộ, Kiều Trần Như đã giác ngộ. Nghi thức xuất gia của ông Kiều Trần Như, cái nghi thức xuất gia của Kiều Trần Như lúc đấy rất là đơn giản, chỉ có mỗi một câu. Đức Phật nói hãy đến này thì kheo, giáo pháp đã được khéo thuyên giảng viên mãn, hãy tinh tấn thực hành để chấm dứt khổ đau. Chỉ cần nói một câu như thế là xong nghi thức xuất gia của Kiều Trần Như. Lúc đấy Kiều Trần Như bạch Đức Thế Tôn, con xin được xuất gia trong pháp và luật của Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn quan sát biết là người nào có ba la mật, thì Đức Phật chỉ cần nói một câu hãy đến này thì kheo, giáo pháp đã được khéo thuyết giảng viên mãn, hãy tinh tấn thực hành thì chấm dứt khổ đau. Chỉ cần nói như thế là xong, người đó trở thành người xuất gia.
ông Kiều Trần Như không phải cạo râu tóc và mua sắm y bát trước khi xuất gia không? Nhưng mà thường thường cái nghi thức xuất gia ấy, thì phải có y, có bát, phải sắm áo cà sa, phải có mình bát thì Đức Phật mới cho xuất gia. Mà thời Đức Phật cũng thế, mà thời bây giờ cũng vậy, hay muốn xuất gia là phải có chuẩn bị một ba tấm y, một cái mình bát. Nhưng mà ông Kiều Trần Như thì không có thế, ông không cần phải sắm mình bát mà có cái thiên y nó tự râu tóc tự đục y bát và các vật dụng của người xuất gia tự hiện ra. Cái điều này mà bây giờ mà nói thế gian người ta không tin nữa. Bây giờ mà nói thế này là người ta phản bác, người ta bảo là đây là chuyện thuyết. Nhưng mà cái thời Đức Phật có những cái chuyện này xảy ra. Tại sao lại như thế? Tại sao lại có cái chuyện mà râu tóc tự đục mà áo y áo tự hiện? Đó là quả phước của sự cúng dường y bát và các vật dụng của người tu đến các vị Phật trong quá khứ. Thường thường thì ai mà có cái duyên mà gặp được các vị Phật và cúng dường các cái vật dụng của người xuất gia đến những các cái vị đấy, thì những cái vị đấy sẽ có được cái ba la mật. Khi mà gặp một vị Phật ra đời đi xuất gia thì Đức Phật chỉ cần nói hãy đến này tỳ kheo, thì những vị đó tự động sẽ có thiên y, các cái vật dụng của người xuất gia tự xuất hiện cho vị đó, vì nó không cần phải chuẩn bị trước. Đấy là các cái ba la mật. Như Đức Phật vậy, lúc mà Đức Phật họ nhận cái món ăn của các cái hai cái người thương nhân, lúc đấy Đức Phật chỉ khởi lên cái ý nghĩ là một vị Phật thì không thể họ nhận cái vật thực mà không có mình bát. Đức Phật chỉ khởi lên cái ý nghĩ như thế thì lập tức có bốn vị thiên vương, tứ đại thiên vương, bốn vị vua bốn phương và cõi trời tứ thiên vương, mỗi vị mang đến một cái bát. Và Đức Phật lại tác ý rằng là một vị Phật không thể một lúc dùng cả bốn bát. Thì bốn cái bát đấy nó Đức Phật dùng thần thông gộp lại làm một, và Đức Phật dùng cái bình bát thôi. Tất cả các cái vị Phật mà là các cái vị Phật độc giác, khi mà các ngài thành Phật thì các ngài tự động chỉ cần đưa cái tay lên đập đập một cái trên đầu tóc nó rụng hết, đập đập lên cái y một cái là cái y của người tại gia nó biến thành cái áo của người tu hết, nó tự động nó xuất hiện. Đấy là có những cái trường hợp đặc biệt là có những người ta có những cái ba la mật thì có những cái thiên y nó tự động nó xuất hiện như vậy. Còn lại thì là phải may sắm, phải may y, phải mua bình bát, sau đó để người xin đi xuất gia, và phải có cái nghi thức truyền giới một cách rất là công phu thì mới thành tựu. Còn thời vị Phật, thời có Đức Phật thì Đức Phật chỉ cần thế thôi, đến này thì theo là xong. Ông Kiều Trần Như có thọ trì giới cấm của tỳ kheo không? Ông Kiều Trần Như khi xuất gia có phải thọ giới? Thì là cái lúc mà trong suốt 12 năm đầu Đức Phật chưa có chế định giới, chưa có chế định cái giới luật, cho nên tất cả các vị tỳ kheo đến và thọ trì những cái pháp mà Đức Phật giảng dạy, hãy thực hành, chủ yếu là thực hành pháp tứ niệm xứ, và các vị đó đều trở thành những bậc thánh tăng A La Hán. Và khi mà thực hành pháp thì các vị trở thành những bậc thánh tăng A La Hán rồi thì không bao giờ các vị còn phạm lỗi lầm nữa. Không phạm lỗi lầm thì bắt người ta phải giữ gìn giới luật để làm gì? Tức là giới luật là để ngăn cho người khác khỏi làm những điều lỗi lầm. Nhưng mà cái thời gian đầu thì các đệ tử của Đức Phật toàn là các bậc thánh, chỉ cần nghe một bài pháp là đã chứng được đạo quả. Cho nên cả khi mà các bậc thánh thì không bao giờ phạm lỗi lầm nữa. Cho nên là cái thời gian đầu không cần phải chế giới, không cần chế giới. Sau này thì có những người phạm giới nhiều thì Đức Phật mới chế giới. Lúc đầu thì cái giới nó rất là thanh tịnh, cái hạnh thân khẩu ý nó rất là thanh tịnh. Lúc đấy là những người đã thể nhập với lại những cái điều thiện này, thánh thiện, nên là không còn phát phạm lỗi nào. Vậy hàng ngày các vị tỳ kheo thời Đức Phật thường làm công việc gì? Các vị tỳ kheo thời Đức Phật thường làm công việc gì? Các vị đã nghe Đức Phật thuyết pháp và thực hành thiền là công việc chính của các vị tùy theo thời đó. Khi mà đã đi xuất gia rồi, không là vị đó phải từ bỏ cái đời sống thế gian, từ bỏ cái đời sống thế tục, không có là
những cái công việc của người tại gia như là phải đi làm ăn buôn bán, trồng cấy, làm nhà làm cửa, là chăm sóc người thân, người điếc thì nữa là phải buông bỏ hết các tâm sự đấy, chuyên tâm thực hành giáo pháp. Thì nó vị đó nghe Phật thuyết pháp và thực hành thiền. Có những vị thì chuyên tâm hành thiền để chứng đắc đạo quả, có những vị nào đã đắc đạo rồi thì vẫn hành thiền, vẫn nghe pháp để tăng cường, tăng trưởng thêm cái trí tuệ, cái sự hiểu biết giáo pháp, và có thể đi làm pháp thuyết pháp để hóa độ chúng sinh khác. Thì cái phận sự là như vậy, cho nên là phận sự của những vị tỳ kheo tu tập theo đúng giáo pháp của thời Đức Phật đó là học giáo pháp và thực hành giáo pháp, học giáo pháp và thực hành. Mà cho đến khi mà tận khi Đức Phật nhập niết bàn thì Đức Phật cũng thế. Lúc đấy ngài A-nan nói là chúng con phải có phận sự gì khi mà Đức Phật nhập niết bàn, thì Đức Phật nói là cái việc xây bảo tháp tôn thờ về xá lợi tượng Phật là việc, cái phận sự đấy là của người đại gia, của những hàng Phật tử cư sĩ đại gia. Còn người Phật tử, người đệ tử xuất gia thì chỉ có hai phận sự, đó là học giáo pháp và thực hành giáo pháp, thực hành giới tuệ và học kinh mục luôn. Đấy là phận sự của người xuất gia. Ngày nào người xuất gia còn làm đúng cái phận sự của mình thì chánh pháp hay còn tồn tại ở thế gian. Và Đức Phật chỉ nhấn mạnh vào cái điểm đó, học để giữ lại pháp học hành, để giữ lại pháp hành. Một vị tỳ kheo thì có những ân đức gì, hay là những ân đức của người xuất gia? Một vị tỳ kheo cũng có 9 ân đức, diệu hạnh, nên gọi là diệu hạnh là chúng ta đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng ta đệ tử của Thế Tôn, chánh hạnh là chúng ta đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng tăng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi năm chúng. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điển vô thượng ở thế gian này. Đấy là chính cái ân đức của người xuất gia, của tăng. Ân đức Phật, ân đức pháp. Ân đức Phật có 9 ân đức, pháp thì có 6 ân đức, tăng thì có 9 ân đức. Đây là các cái âm đức của vị tăng. Thế nào là diệu hạnh? Tại sao người xuất gia lại gọi là diệu hạnh? Diệu là đẹp, là tốt. Hạnh tức là cái tính, tính lên gọi là hạnh. Gọi là diệu hạnh là chúng ta đệ tử của Thế Tôn. Diệu hạnh ở đây là những cái hạnh, những cái hạnh tốt đẹp, không làm những việc xấu, nên thân không làm những cái việc bất thiện, việc xấu ác, khẩu không làm việc xấu, tâm suy nghĩ xấu, thì đấy được gọi là diệu hạnh. Hạnh là những cái hạnh, những cái hành động ở thân, ở khẩu, ở ý. Những cái nhân đức Phật, người xuất gia là người có những cái hành, những cái hạnh tốt đẹp. Cái hạnh tốt đẹp là ở người xuất gia, thân không có sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, còn không nói dối, không nói những cái lời vô ích nhảm nhí, không nói những lời chia rẽ, tâm không suy nghĩ những cái điều tham lam sân hận tà kiến. Thì nếu mà một người mà có những cái hạnh như vậy thì đương nhiên người đó là có những hạnh tốt đẹp. Những cái hạnh như thế thì gọi là hạnh tốt, hạnh gọi là diệu hạnh. Suppatipanno bhagavato sabbasangho. Thế nhưng mà bây giờ mà một người xuất gia mà lại không có cái hạnh này mà lại làm ngược lại sao? Thân thì vẫn sát sinh trộm cắp hay sao? Cậu vẫn nói những cái lời xấu hay sao? Tâm suy nghĩ xấu hay còn được diệu hạnh không? Thứ hai là trực hạnh. Trực hạnh là chúng ta đệ tử của Thế Tôn. Tức là một cái người xuất gia là có cái hạnh. Thế nào là trực hạnh? Trực hạnh là cái hạnh chánh trực, nghiêm chỉnh ấy. Trực có nghĩa là nghiêm chỉnh ấy. Thân chánh trực, đi đứng nằm ngồi trang nghiêm, giữ gìn thu thúc, tức là phải có cái hạnh nghiêm, nghiêm túc, lúc nào phải nghiêm túc ở nơi thân. Chứ như một người mà chưa đi xuất gia thì đó là đến giờ thích đi đá bóng thì đi này,
thích đi hát thì đi, thích đi đá cầu thì đi, thích đi bơi thì đi, thích đi chơi bài thì đi, thích đi tán tỉnh thì đi, thích đi làm gì thì đi này. Nhưng mà một người đã đi xuất gia rồi là cắm tuyệt đối với những cái đó, không có được làm cái, không có được hành động một cách tự tung tự tác, không có được đi làm bất cứ cái việc gì mà mình muốn nữa, mà lúc đấy là phải ở trong khuôn khổ, phải thu thúc thân tâm, đi đứng nằm ngồi là phải trang nghiêm, giữ gìn có cái sự thu thúc, ví dụ đi cũng phải đi một cách nhẹ nhàng, khoan thai, không có được chạy nhảy tung tăng. Khi ngồi là cũng phải nhìn trước nhìn sau, ngồi cho nó nghiêm túc, không có ngồi một cách bừa bãi, không có bạn đâu cũng ngồi đấy. Đi đứng hay nằm thì cũng phải, tức là lúc nào bị đó cũng phải giữ gìn cái nghiêm túc như vậy về thân. Khi về khẩu tránh trực, không nói đùa, không nói giỡn, không nói cợt, không nói nhảm nhí. Nghe khẩu cũng vậy, nhưng nó không được cười đùa một cách tự do thoải mái. Khi mà xem bóng đá là vì nó không được hô. Khi mà ở bên Thái Lan đến cái mùa World Cup xong là vì người tu rất là đông, ở trong tu viện có khi phải có hàng nghìn người. Thì các vị đấy cũng được cũng xem bóng đá, có những vị cũng xem bóng đá, nhưng mà chính phủ người ta yêu cầu là các vị được phép xem nhưng không được phép hô. Nếu có vào là không được hô, chỉ có im lặng, im lặng. Vì các vị là những người xuất gia thì các vị phải có những cái, không được thỏa mãn những cái như một người thế gian. Người thế gian người ta hưởng dục, người ta được phép thỏa mãn những cái gì người ta thích cái gì người ta được thỏa mãn cái đó. Nhưng mà người xuất gia thì không được thế, phải kiềm chế, phải kiềm chế. Ngay cả cái việc xem bóng đá là cũng phải kiềm chế. Nếu mà vị nào mà xem vào là cũng không được hô, không được thích, không được nhảy. Đấy là cái cộng của người xuất gia là bắt buộc phải thế. Ý chánh trực là tâm trí ngay thẳng, suy nghĩ điều thiện lành, an trú trong chánh niệm, không được suy nghĩ mông lung những cái điều bất thiện. Đấy cũng là cái tâm phải rèn luyện cả ở nơi thân, ở nơi học và ở nơi tâm. Và nó phải nghiêm túc, nó cả ở nơi thân, nghiêm túc ở nơi học, nghiêm túc ở trong cái suy nghĩ, nghiêm túc ở những cái lúc có đông người, nghiêm túc cả khi ở nơi một mình vắng vẻ kín đáo, phải nghiêm túc thì mới được gọi là hạnh chánh trực. Nên mới gọi là trực hạnh là chúng tăng đệ tử của Thế Tôn. Ú chúc và tí năng đồ và ngọt đồ sở và phá sân vô. Thế nào là chánh hạnh? Chánh hạnh có nghĩa là cái hạnh chân chánh thiện này. Thân chánh hạnh không hành động bất chánh. Thân chánh hạnh không có cái hành động bất chánh hay bất chánh hạnh. Khẩu chánh hạnh chỉ nói những lời chân chánh, hành động chân chánh đi. Thân chánh hạnh là hành động chân chánh. Tức là nó có cái hạnh chánh và nó có cái hạnh tà. Nó có cái tà hạnh và có cái chánh hạnh. Tà hạnh là tất cả những cái gì mà nó đi với tâm bất thiện, như là tham, là sân, là si. Những cái tâm bất thiện đấy thì những cái hành động đấy là tà hạnh. Những cái hành động gì nó đi với vô tham, vô sân, vô si thì nó là chánh hạnh. Khẩu chánh hạnh chỉ nói những lời chân chánh, không nói những cái lời mà nó không đúng với sự thật. Ví dụ như là những cái gì mà đi đúng với chân lý, đúng với sự thật thì đó nó gọi là chánh. Những cái gì mà nó đi không đúng với chân lý, không đúng với sự thật thì những cái đấy nó gọi là tà. Thì những cái hành động của con người có những cái hành động nó phù hợp với đạo lý, nó phù hợp với lẽ phải, phù hợp với sự thật thì được gọi là chánh. Những cái hành động gì nó không phù hợp thì được gọi là tà. Ví dụ cũng là một người tu nhưng mà tu những cái pháp không đúng thì cái đấy nó cũng là tà hạnh. Cũng là một cái lời nói nhưng mà cái lời nói không đúng,
không đúng chân lý, không đúng sự thật, thì cái lời nói đấy nó là tà khẩu, tà ngữ. Những cái suy nghĩ cũng vậy, những cái suy nghĩ mà đúng với sự thật thì nó là chánh, thì những cái đấy nó gọi là chánh tư duy. Còn những cái suy nghĩ mà nó sai với chân lý, sai với sự thật thì nó là tà tư duy. Thì những cái chúng tăng đệ tử của Thế Tôn thì nó được học cái giáo pháp, được huấn luyện theo cái giáo pháp chân chánh, cái giáo pháp giác ngộ. Cho nên những cái vị đấy phải có cái thân chánh hạnh, cái này ngày sẽ giữ giới thì đó là thân chánh hạnh. Hành thiền thì đấy cũng là cái hạnh chân chánh. Còn nếu mà một những người mà xuất gia mà đi, ví dụ một người xuất gia đi buôn bán thì có còn là chánh hạnh không? Một người xuất gia mà đi đi cúng bái thì có còn chánh hạnh không? Người xuất gia rồi đi trồng cấy, đi làm những cái việc không phải là phận sự của mình, tức là làm đúng cái phận sự của mình thì nó là chánh hạnh. Làm không đúng phận sự của mình, làm sai cái phận sự của mình thì lúc đấy nó không phải là chánh hạnh. Nên là có cái hạnh này, chánh hạnh là chúng ta biết được của Thế Tôn, cả ở những cái lời nói và ở cái hành động, lời nói và suy nghĩ đúng thì nó là chánh hạnh. Mà chỉ cần nói sai đi một tí, chỉ cần hành động sai đi, chỉ cần suy nghĩ sai đi một tí thì nó mất đi cái chánh hạnh. Đó là chánh hạnh. Còn thế nào là ứng lý hạnh? Ứng lý hạnh là chúng ta đệ tử của Thế Tôn, ứng lý là sự thọ trì pháp học, pháp hành và pháp thành tựu giáo pháp. Và thành tựu giáo pháp ứng lý, lý ở đây, ứng ở đây có nghĩa là thuận theo, ứng lý tức là thuận theo cái giáo pháp, tức là vị đó sống theo giáo pháp, vị đó học giáo pháp và vị đó chấp nhận giáo pháp và vị đó thực hành giáo pháp thì được gọi là ứng lý. Ứng lý tức là vị đó làm theo đúng những cái gì mà giáo pháp dạy. Giáo pháp dạy, ví dụ pháp của Đức Phật dạy, một cái vị đệ tử cần phải thực hành cái pháp này, cần phải giữ gìn cái pháp này, thì cái vị đó làm đúng như cái sự đúng như cái sự hướng dẫn, đúng như cái sự chỉ dạy, đúng như cái sự dạy bảo đấy. Cho nên được gọi là ứng lý hạnh, tức là vị đó không có chống đối lại giáo pháp, vị đó không làm ngược lại với cái lời dạy của Đức Phật, nên được gọi là ứng lý. Ứng lý thuận theo cái giáo pháp, thuận theo những cái lời dạy, tức là những cái người dễ dạy bảo. Đức Phật dạy làm sao thì vị đó làm như vậy, chứ vị đó không chống trái. Thì thời Đức Phật cũng có những cái vị chống trái lại, chống trái lại Đức Phật. Có những cái vị nói rằng pháp mà Đức Thế Tôn nói rằng là chướng ngại, thực ra không có chướng ngại gì. Ví dụ Đức Thế Tôn nói rằng này các tỳ kheo, tham sân si đó là cái pháp bất tiện. Ví dụ như là Đức Thế Tôn từng dạy là các cái dục lạc ở thế gian nó vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Dục lạc ở thế gian nó giống như là một cái khúc xương, nó giống như là đống than hồng, nó giống như là gậy nhọn, nó giống như là vật cho mượn, nó giống như là bó đuốc cỏ khô, đụng vào sẽ bị cháy tay, phải tránh xa nó, phải nhàm chán nó và phải tu tập cái phạm hạnh, phải tu tập cái thánh hạnh, tu tập cái hạnh chân chánh để đi đến giác ngộ. Nhưng mà có những đệ tử phải chống lại, phải bảo thật ra những cái điều đó chẳng có chướng ngại gì cả, cứ thỏa mãn dục lạc vẫn tu chứng đắc bình thường. Thì Đức Phật không cho phép cái điều đó. Đức Phật nói rằng những người như thế thì không thể nào tỏa sáng được ở trong giáo pháp này. Thì những cái người chấp nhận cái lời Phật dạy và những cái giới mà Đức Phật chế ra cũng vậy. Cái lúc đầu ấy thì Đức Phật chưa có khắt khe về giới, cho nên là vẫn còn có nhiều vị tỳ kheo ăn trưa, ăn sáng, ăn chiều, ăn tối. Nhưng mà sau này thì Đức Phật mới siết chặt cái giới luật hơn. Đức Phật chế ra cái giới là tỳ kheo không được ăn vào sau giờ ngọ, không được ăn buổi chiều. Thì nhiều vị tỳ kheo mới trở nên bất mãn. Bạch Đức Thế Tôn con nghe cái giáo cái điều giới này con cảm thấy nó hối tiếc, cảm thấy nó hối hận, cảm thấy không thể thực hành được. Thì có những vị chống lại mà vẫn cứ sống theo cái ý thích của mình. Và sau đó thì những vị đó
lại cảm thấy rất là hối hận vì những cái điều mà mình đã không làm theo lời dạy của Đức Phật. Còn những ai mà làm theo lời dạy của Đức Phật sau đó đều cảm thấy sự an lạc. Tất cả những cái điều gì Đức Phật giảng dạy đều đem đến cái sự an lạc, đều đem đến cái sự tự tại, đều đem đến cái sự giải thoát, có cái sự an vui ở hiện tại và tương lai. Cho nên là một người thực hành đúng theo giáo pháp của Đức Phật gọi là ứng lý hạnh. Và khi thuận theo giáo pháp của Đức Phật, cho nên là cái phận sự của cái vị đó chỉ là những người nỗ lực đoạn trừ tham sân si. Có những người đã đoạn trừ tham sân si, đã chứng đắc các thánh đạo thánh quả. Có những người đang nỗ lực đoạn trừ tham sân si và sẽ chứng đắc thánh đạo thánh quả. Đấy được gọi là ứng lý hạnh. Ứng lý hạnh tức là một người tu tập hướng đến bốn thánh đạo và bốn thánh quả, không có vì bất cứ một cái mục đích gì. Ví dụ như là một người người ta nghĩ rằng là mình đi xuất gia để cầu cho nó có nhiều phước báo, nhiều phước báo để được sinh thiên giới hưởng thụ dục nạc, thì cái điều đấy là không phải là ứng lý hạnh. Hay là đi xuất gia vì bất cứ một cái mục đích nào khác thì nó sẽ là không đúng. Còn đi xuất gia vì cái mục đích đó là hướng đến cái sự chứng đắc tứ thanh đạo, tứ thanh quả, thì cái đấy được gọi là ứng lý đạo. Cho nên gọi là bốn đôi tam chúng, tức là người xuất gia đệ tử của Đức Phật chỉ là hướng đến cái sự chứng đắc tứ thanh đạo, tứ thanh quả, gọi là bốn đôi tam chúng. Còn ngoài ra bất cứ một cái mục đích gì khác thì là sẽ là đi sai với một cái lý. Tại sao chư thánh tăng lại đáng được cung kính? Để truyền cái câu chư thánh tăng đệ tử của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay là phước điển vô thượng của thế gian. Và đến cái chỗ này, và lại trong cái ân đức Phật nói chư thánh tăng đệ tử của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng. Tại sao chư thánh tăng lại đáng được cung kính? Chư thánh tăng đáng được cung kính bởi vì thế gian thường cung kính những bậc có đức hạnh. Chư thánh tăng thì có đức hạnh, có giới đức là giữ giới thanh tịnh, có định đức là chứng đắc thiền định, có tuệ đức là có chánh tri kiến, có giải thoát đức là có tâm trong sạch, và có giải thoát tri kiến đức là có trí tuệ giác ngộ. Thì bởi vì như vậy cho nên chư thánh tăng đáng được cung kính, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ. Đây là vì cái giới trong sạch, tức là không bao giờ không làm những cái điều tội lỗi, nên là con gọi là cái giới đức, cái tâm thanh tịnh, không có những cái uế, những cái nhiễm ô, không có những phiền não, không có những nhiễm ô như cái người thế gian. Cho nên là người thế gian phải cung kính. Bây giờ cái người có đức hạnh cũng được cung kính, mà những cái người còn có cả cái tâm thanh tịnh, ở trong nội tâm thanh tịnh là có trí tuệ, có chánh trí kiến, hiểu đúng sự thật, có giải thoát trí kiến. Vì vậy cho nên là chư thánh tăng đệ tử của Thế Tôn đáng được cung kính. Tại sao chư thánh tăng lại đáng được tôn trọng? Chư thánh tăng lại đáng được tôn trọng vì các ngài là những bậc thầy giữ gìn giảng dạy về pháp học, giữ gìn giảng dạy về pháp hành, giữ gìn giảng dạy về pháp thành tựu, giữ gìn và truyền bá chánh pháp tồn tại mãi với thời gian. Bây giờ mình học một cái chữ thế gian thì cũng phải tôn trọng. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, thế gian còn giảng cả những điều như thế mà. Những người ta học võ công xong rồi để đi đánh nhau mà cũng người ta còn phải tôn sư trọng đạo, người ta còn phải tôn trọng thầy. Vì vậy nên là giáo pháp chúng ta ở thế gian cho nên chư thánh tăng đáng được tôn trọng. Tại sao chư thánh tăng lại đáng được cúng dường? Đáng được cúng dường thường hay cúng dường Phật, cúng dường Pháp,
cúng dường tăng, nếu cúng dường Phật thì mang hoa lên dâng lên cúng Phật, mang đủ mọi thứ dâng lên cúng Phật. Đấy, nhưng mà cúng dường pháp thì để cúng làm sao? Dâng pháp nghĩa là giáo pháp, pháp thì được ghi chép ở trong kinh sách. Mình thì cúng dường pháp thì cúng dường làm sao? Cũng đang chưa tăng là những người duy trì giáo pháp, thực hành giáo pháp. Vì các ngài thọ nhận sự cúng dường không phải để đam mê, không phải để trang sức, mà chỉ để trợ duyên cho phạm hạnh. Các ngài thọ nhận cái sự cúng dường với cái từ tâm mong cho chúng sinh được an vui, với bi tâm mong cho chúng sinh thoát khổ, với hỷ tâm mong cho chúng sinh được hạnh phúc, và với tâm sẵn chúng sinh tạm nghiệp thì hiện thọ quả của nghiệp đó đáng được cúng dường. Tôi chắc chắn được cúng dường là như thế. Chứ cái sự cúng dường mà cái người thọ nhận, cái người thọ nhận là một người thanh tịnh, tức là cái sự cúng dường thì phải có ba cái sự thanh tịnh. Thứ nhất là thanh tịnh bởi người cho, thứ hai là thanh tịnh bởi người nhận, và thứ ba là thanh tịnh bởi cái vật cúng dường. Đấy là có ba cái sự thanh tịnh thì phước nó mới trổ một cái thù thắng nhất. Nếu mà cái người cho, tức là cái người cúng dường đấy không thanh tịnh, tức là bản thân cái người đấy hay làm những cái việc tội lỗi, thì cái người đấy cúng dường thì cái quả nó trổ cũng thấp. Hoặc là cái người cho đấy là một cái người rất là đức hạnh, rất là thanh tịnh, nhưng mà người nhận lại là một cái người không có thanh tịnh, thì cái quả nó cũng thấp, cái quả nó cũng không có tốt. Hoặc là người cho thanh tịnh, người nhận thanh tịnh, nhưng mà cái vật thí lại là vật không thanh tịnh, cái vật thí là vật không thanh tịnh, thì cái quả nó cũng không tốt. Mà cái quả thù thắng nhất là thanh tịnh bởi cả ba, bởi người cho, bởi người nhận và bởi vật thí, ba cái đều trong sạch. Còn kiếp sư cũng đạt được hoàn hảo viên mãn như thế thì nó hiếm có. Còn thường thường thì có thể là người nhận thanh tịnh, người cho không thanh tịnh, hoặc người cho thanh tịnh, người nhận không thanh tịnh. Thường thường là như thế. Thì có cái sự người nhận thanh tịnh bởi vì chúng tăng đáng được cúng dường, bởi vì chư thánh tăng là những người thanh tịnh, là những người thanh tịnh. Cái người cũng đang thanh tịnh nữa, Phật cũng đang thanh tịnh, thì cái phước báo nó sẽ trổ một cách hoàn hảo nhất. Tại sao chư thánh tăng lại đáng được chắp tay? Chư thánh tăng đáng được chắp tay, tức là chắp tay đảnh lễ cung kính. Và bây giờ có cả những người đã là lớn tuổi, nhưng mà khi gặp một người xuất gia vẫn phải chắp tay cung kính, đảnh lễ. Tại sao lại như thế? Bởi vì chắp tay là thể hiện lòng cung kính, lễ bái với những bậc đã trong sạch và cao thượng, giới cao thượng, định cao thượng, tuệ cao thượng, giải thoát cao thượng và giải thoát chi kiến cao thượng. Đấy là vì vậy cho nên đáng được cung, đáng được chắp tay. Vì người đấy cần phải giữ gìn nhiều hơn, phải tu tập nhiều hơn, có cái thanh tịnh hơn thì đáng được chắp tay. Tại sao chư thánh tăng lại là phước điền vô thượng ở thế gian? Phước điền, hạt giống được gieo trên mảnh đất tốt thì dễ được mọi kết trái và thu lại được nhiều kết quả. Cũng là đến những bậc có đức hạnh thì cũng sẽ được hưởng nhiều phước báo về sau. Chư thánh tăng là những bậc có đức hạnh cao thượng nên cũng giống như mảnh đất phước điền tốt nhất để cho thế gian cung kính cung dường. Vì vậy cho nên là chư thánh tăng được ví như là một cái mảnh ruộng phước điền vô thượng ở thế gian. Đã có một cái bài kinh mà Đức Phật giảng dạy cho một cái cho một vị Bà La Môn. Vị Bà La Môn đó thường hỏi cái phận là cái sự cúng dường như thế nào thì có cái phước báo lớn nhất, phước báo thù thắng, cái công đức lớn nhất. Thì lúc đấy Đức Phật đã kể cái câu chuyện là khi xưa có một vị Bà La Môn đã cúng dường 84.000 mâm vàng, 84.000 mâm bạc, tức là đã bố thí. Cái vị này đã bố thí như vậy, 84.000 mâm vàng, 84.000 mâm bạc, 84.000 mâm đồng, 84.000 cỗ xe, 84.000 voi ngựa, rất là nhiều những cái ngựa nào gấm vóc châu báu, cái gì cũng bố thí những cái
đến cái số lượng rất là lớn. Và cái phước báo đấy thì vị khiến cho vị đó được sinh thiên giới. Vị đó được sinh thiên giới. Và trong cái thời mà có Phật Pháp thì có một cái người nông, người dân, người ta cúng dường một, một bát cơm, có một muỗng cơm đến một cái vị, đến một vị tỳ kheo. Thì cái vị đấy khi mà chết cũng được sinh thiên giới. Thì khi mà sinh thiên giới thì cái phước của cái vị nào thù thắng hơn? Phước của vị nào thù thắng hơn? Cái phước mà của một cái vị mà đã cúng dường 4 vạn, 8 vạn, 4 nghìn, tất cả những cái châu báu ấy, đã từng bố thí trong cái thời không có Phật Pháp, và có một cái người, người ta chỉ cúng dường một muỗng cơm cho một vị tỳ kheo, và khi mà sinh thiên giới thì phước của ai lớn hơn? Ai? Một muỗng cơm lớn hơn. Thì lúc đấy Đức Phật nói rằng là cái phước của cái vị mà cúng dường một muỗng cơm đấy lớn hơn phước của cái vị mà đã cúng dường 8 vạn 4 ngàn vàng bạc. Bởi vì là cái lúc mà cái vị kia mà cúng dường 8 vạn 4 nghìn cái mâm vàng bạc châu báu đấy, thì là những cái người nhận ấy toàn là những người xấu, toàn là những cái người xấu xa, những người tham hưởng thụ dục lạc, những cái người không có giới đức, những cái người không có cái tâm tốt lành. Cho nên là cúng dường cho những cái người đấy hưởng thụ thì chúng ta vẫn chỉ tăng trưởng thêm cái tâm bất thiện thôi, nên là chẳng có được cái lợi ích gì cả. Cho nên cái phước của cái vị mà cung mà bố thí nhiều đến như vậy, nhưng cái quả nó lại rất là ít, rất là ít thôi. Còn cái phước của một cái người, của một cái người Phật tử cúng dường đến một vị A La Hán chỉ một muỗng cơm thôi, nhưng mà cái phước đó là bởi vì nó thanh tịnh bởi người nhận, cái người nhận là cái người xứng đáng để cúng dường. Thế thì cái mảnh ruộng nó khác nhau, cái mảnh ruộng mình có làm những cái việc thiện ở thế gian nó khác, cúng dường vào trong tam bảo nó khác, nó khác nhau hoàn toàn. Vì vậy cho nên tam bảo mới là cái mảnh ruộng phước điền vô thượng ở thế gian. Phước điền, người xuất gia là cái ruộng phước điền vô thượng ở thế gian. Thế thì Đức Phật cũng đã từng nói rằng là các tỳ kheo đến cái thời mạt pháp, những vị tỳ kheo sẽ không còn giới hạnh thanh tịnh nữa, những vị tỳ kheo sẽ không còn những bậc thánh tăng nữa, không còn những bậc chứng đắc các pháp thượng nhân, mà thậm chí những người xuất gia thời mạt pháp sẽ rất là hư hỏng, nhưng họ vẫn là cái ruộng phước điền cho thế gian. Bởi vì lúc đấy một người ở thế gian mà có được cái lòng cung kính cúng dường đến những cái vị đó vẫn được phước báo, vẫn được cái phước, vẫn có công đức, huống chi là cúng dường đến những cái bậc thánh tăng đã sạch hết các phiền não. Đấy là Đức Phật đã tán thán những cái người, cái hạnh của người xuất gia là cái ruộng phước điền như vậy. Thế nào là thánh tăng và thế nào là phàm tăng? Vị nào đã chứng đắc 4 thánh đạo 4 thánh quả thì là thánh tăng. Vị nào mà chưa chứng đắc 4 thánh đạo 4 thánh quả thì vị đó là phàm tăng. Tức là những một vị mà chứng được từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả thì vị đó là thánh tăng. Còn những ai mà chưa chứng đắc những cái đạo quả này thì còn là phàm tăng. Các vị phàm tăng có đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay là phước điền vô thượng ở thế gian không? Chư thánh tăng, ở trong này nói là chư thánh tăng đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay là phước điền vô thượng ở thế gian. Thế thì còn vậy thì các chư phàm tăng thì sao? Có đáng được tôn trọng, đáng được cung kính, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay không? Có là phước điền vô thượng ở thế gian không? Có, nếu như vị đó có giới đức. Nếu như cái thấp nhất là vẫn phải giữ được giới, vẫn phải giữ được giới đức. Ví dụ như vị đó có được bốn cái: diệu hạnh, trực hạnh, chánh hạnh, ứng lý hạnh, thì đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường. Tức là vị đó vẫn có được cái hạnh tốt đẹp, cái hạnh tốt đẹp, vẫn có những cái uy nghi, cái lời nói, những cái hành động, những cái cử chỉ của một cái người tu, chứ không phải tu mà vẫn cứ như người đời, vẫn nói tục, vẫn nói bậy, vẫn hút thuốc nào, vẫn đi đá bóng, vẫn đi hát karaoke, vẫn đi chơi bời, thì có còn diệu hạnh không? Thì có còn được, thì có thể cung kính được không? Thì cung kính được. Thì tức là nếu như một vị nào mà người ta còn có được cái hạnh diệu hạnh, còn có được cái trực hạnh nghiêm túc,
không đùa giỡn, không có chơi bời, vẫn còn có được cái chánh hạnh, tức là không làm những cái tà hạnh, và vẫn còn học giáo pháp, thực hành giáo pháp, thì là vẫn có thể cung kính tôn trọng. Tức là quý vị nào mà có được bốn cái hạnh này: diệu hạnh, tốt đẹp, trực hạnh, nghiêm chỉnh, chánh hạnh, là tu theo chánh pháp chứ không có tu theo tà pháp. Ứng lý hạnh là tu với mục đích chứng đắc niết bàn, chứ không phải là tu với cái mục đích để cầu cái danh vọng lợi dưỡng ở thế gian. Thì đấy là những cái vị đấy có thể tôn trọng, thì những vị như vậy vẫn đáng phải được tôn trọng, đáng được cung kính, đáng được cung dạy, đáng được chấp tay. Làm sao biết được ai là thánh tăng, ai là phàm tăng, ai là người có giới đức, ai là người không có giới đức để cung kính cúng dường? Có biết được điều này không? Không cần phải biết ai là thánh, ai là phàm, không cần phải biết ha. Khi cung kính cúng dường đến vị tăng nào, mình cũng hướng tâm đến ân đức của chư thánh tăng, chứ không cần biết. Thì bây giờ Phật thì có Phật bằng đá, Phật bằng gỗ, Phật bằng đồng, Phật bằng vàng, Phật bằng đất. Bây giờ mình cung kính Phật nào? Cung kính Phật nào đây? Phật nào bằng vàng thì mình kính nhất. Phật bằng đồng thì hơi kính, Phật bằng đá cũng được, còn Phật bằng đất, bằng gỗ thì những cái gì mà càng giá trị thì càng kính thì có được không? Mà khi mà cung kính đảnh lễ Phật thì mình hướng tâm đến cái gì? Phải hướng tâm đến cái đức hạnh và trí tuệ của Phật. Mình hướng tâm đến đức hạnh và trí tuệ của Phật, hướng tâm đến chính cái ân đức của Phật. Mình hướng tâm là Đức Thế Tôn là bậc đã đoạn trừ hết phiền não tham sân si, nên ngài chúng nó được cung kính cúng dường, là bậc chẳng đẳng chẳng giác, giác hộ các cái chân lý sự thật ở thế gian. Mình hướng tâm đến cái đức hạnh và trí tuệ, các cái ân đức của Đức Phật, chứ mình không có hướng tâm đến cái chất liệu là Phật này là Phật gì, Phật này đẹp hay xấu, Phật này có giá trị hay không có giá trị. Cũng như vậy, khi mà trong một cái hội chúng tăng rất là đông, có nhiều người, mình cũng không cần phải phân biệt ông này là thánh tăng, ông này không biết có phải là thánh tăng hay phàm tăng, không có đi soi mói, không có soi mói. Mà cứ khi mà cung khi bất cứ khi nào mình nhìn thấy hình bóng của một vị tăng thì mình hướng đến một vị xuất gia, có nghĩa là vị đó là những người diệu hạnh, vị đó là những người trực hạnh, vị đó là những người chánh hạnh, vị đó là những người ứng lý hạnh, nên đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cung dường. Chỉ cần hướng tâm đến như vậy là được, thì là cái phước báo của mình nó sẽ được trọn vẹn. Thì thế thôi. Nhưng mà có phải là người nào xuất gia rồi cũng có lúc nào cũng hoàn hảo hết được vậy không? Không phải ai về cũng hoàn hảo hết được như vậy. Chính vì như vậy cho nên là Đức Phật mới không cho người tại gia với người xuất gia ở chung một phòng. tại vì thời ngày xưa vậy, Đức Phật đầu tiên là cũng cho người các cư sĩ ở cùng với người vị tỳ kheo, cho đến đêm vị tỳ kheo nằm ngủ gáy khò giang chân giang tay mất hết cái quen đi, là vị đã mất cái lòng cung kính, nó mất cái niềm cung kính, vì nó mới lên trình lại Đức Phật, là các tỷ kheo tức tưởng là đáng được cung kính lắm, nhưng mà các vị đấy khi mà ngủ cũng phàm tục như người khác, nên Đức Phật là từ nay không được ngủ chung với cư sĩ, tránh xa. Ở bên Tích Nam ngày xưa có những vị sư, thì cái lúc trẻ thì cũng đi xuất gia, khi vị lại về hoàn tục, vị nó về đời. Sau này vị đó sinh ra những đứa con, vì những đứa con cũng rất là mộ đạo, hàng ngày cũng rất là cung kính cúng dường chư tỳ kheo, chư tỳ kheo tăng. Thì có một cái vị dặn người con: này con, bây giờ con hãy đi biết đến chùa nghe pháp, cung kính tam bảo chư tăng, đấy là điều tốt. Nhưng khi mà đến chùa thì con phải, khi mà cung kính thân cận nghe pháp các tỳ kheo, thì con phải giống như người đi xem xiếc ấy. Xem xiếc là làm sao? Nếu mà nhìn ở gần quá thì sẽ thấy rõ hết tất cả những cái xảo thuật của người ta.
thì nó mất hay. Mà đứng xa quá thì con sẽ không thấy được cái hay của người làm siêng, nên con chỉ đứng giữ ở cái mức độ trung bình vừa vừa, mức độ trung bình vừa vừa. Cũng vậy, bây giờ thân cận các tỷ kheo mà gần gũi quá, các con sẽ thấy được nỗi nầm của các vị đó. Các vị đó sẽ rất là nhiều những cái nỗi nầm, và các con sẽ mất đi cái niềm tin. Nếu mà ở xa quá thì các con sẽ không nghe được giáo pháp. Vì vậy các con phải giữ ở cái mức trung bình, đừng quá gần mà đừng quá xa. Cứ ở cái mức trung bình như vậy thì sẽ giữ được cái niềm cung kính, giữ được cái niềm tin lâu dài. Còn thân cận quá đến một thời gian nào đó sẽ mất hết niềm tin. Còn xa quá thì sẽ đi vào ác pháp, không có nghe được giáo pháp. Vậy thì nên là phải giữ một cái mức, tức là phải có một cái mức độ trung bình, nên là không được quá thân cận, cũng không được quá xa lánh. Muốn trở thành một vị tỳ kheo thì cần có những điều kiện gì? Ai muốn trở thành một người xuất gia cần mang lại điều kiện này: đủ 20 tuổi, được cha mẹ đồng ý, không phạm tội, không phải là tội phạm, tức là không phải là người đang đi trốn tội, là truy nã là không được đi tu, không được trốn nợ. Nếu ai mà đang mắc nợ ấy, bọn đi trốn nợ mà chạy vào chùa là cũng không được tu, không được xuất gia, không được mắc các cái bệnh nặng. Như những cái bệnh hiểm nghèo, những người mà đang mắc các cái bệnh phải chữa bệnh cho khỏi thì mới được đi tu, còn chưa chữa bệnh người khỏi là không được đi tu. Tu mắc bệnh thì cũng không có tu được. Sáu căn không khiếm khuyết, tức là không bị dị tật bẩm sinh. Sáu căn tức là người mù là không được, người điếc, người câm, người đại liệt, những người đấy nó cũng không được cho xuất gia. Những người sáu căn mà khiếm khuyết là những cái người vô nhân, người đấy không có trí tuệ, cũng không học được giáo pháp, học cũng không hiểu mà phải thực hành những chứng đắc. Không bị đồng tính, những người đồng tính biến ái là không đi xuất gia được. Những người đồng tính bây giờ biết cho ở bên nào, cho ở bên nam hay cho ở bên nữ, cho ở bên nam thì đồng tính bên nam, mà cho ở bên nữ thì mà tại sao lại cho một vị khác giới ở với người này, không được. Những người đồng tính hay đi thôi, không phải phi nhân. Không phải phi nhân tức là bây giờ có một cái vị quỷ thần nào đấy thì người ta biến thành người, người ta đi xuất gia cũng không được cho tu. Mà thời ngày xưa rất là nhiều những cái vị phi nhân, ví dụ có những cái bị biến thành người vì là phi nhân thì không được xuất gia, biến thành người thì đi xuất gia. Như có một cái vị biến thành là con rồng mà bị muốn đi xuất gia lắm, cho nên là vị đấy phải biến thành người để vị được thọ tỳ kheo. Cho nên là vị đó mà cứ ngủ thì nó biến lại thành thân rồng, mà thức thì nó không sao, cho nên là vị đó đêm không dám ngủ. Mọi người đi ngủ vị đó cứ thức tầng tròng thì mọi người cứ tưởng vị này là tu hạnh đầu đà, mà suốt đêm ngồi. Đến một hôm cái vị tỳ kheo ở trong phòng vị đi vắng thì lại tranh thủ chợp mắt, thì tranh thủ ngủ một tí, ngủ xong biến thành con rồng, thân đầy cả một căn phòng. Vị tỳ kheo này đến khi trở nạn, ôi nhìn thấy con rồng là hoảng hốt khiếp sợ, bắt đầu mới đi kêu gọi mọi người lại, vị này là rồng chứ vị này không phải là người. Nên là Đức Phật như thế, người phi nhân biến thành người cũng không được cho đi tu. Đi tu này phải có thầy tế độ, không phải có tìm một cái vị thầy để xin y chỉ, chứ không có phải là tôi tự cạo đầu rồi tự mặc y mà tôi thành người tu được. Là phải có thầy tế độ, phải có một cái người thầy độ cho cái vị đó, rồi cái người thầy đó phải dẫn đến một cái hội chúng chư tăng, rồi nào nhờ một cái hội chúng chư tăng đó công nhận thì vị đó mới trở thành tỳ kheo. Cho nên là trong cái lễ xuất gia nó có là phải kết giới si ma. Ví dụ như ở chùa Phúc Minh này, bây giờ mà muốn xuất gia cho người khác là hợp pháp này, thì mình có si ma. Si ma là tức là trong cái hội chúng chư tăng ở trong cái ranh giới của si ma đấy công nhận cho vị này là vị này được trở thành tỳ kheo. Còn nếu mà không có Sima thì có thể là trong một cái ngôi làng đấy có một vị tỳ kheo nào ở trong đấy, vị đó không biết là ở đây có cái lễ xuất gia, và vị này xuất gia nhưng không được tất cả chư tăng ở trong một cái ngôi làng đấy công nhận, thì là vị đó không được trở thành tỳ kheo. Muốn được trở thành tỳ kheo thì trong cái ngôi làng này có bao nhiêu vị tỳ kheo phải mời hết đến, và bắt đầu mới tuyên bố từ nay vị này sẽ sống cái đời phạm hạnh, trở thành người xuất gia như tất cả chúng ta. Các vị ở trong này có ai phản đối không? Các vị bảo chúng tôi không phản đối thì cái vị đó được trở thành tỳ kheo. Còn nếu mà có một vị bảo chúng tôi phản đối không cho vị này đi xuất gia
bởi vì vị này có những cái, vị này là tội phạm, vị này là đang trốn nợ, vị này có bất nặng, vị này bị đồng tính, vị này là phi nhân. Thì đâu có người, người ta đứng lên người ta phản đối vậy sao? Thì lúc đấy là phải đi xem xét nặng. Còn nếu mà tất cả mọi người cùng đồng ý, có nghĩa là trong cái ngôi làng tất cả những vị tỳ kheo khác đồng ý, thì là cái vị đấy trở thành người xuất gia. Còn bây giờ cho nên là phải kết giới sinh ma, là một cái ranh giới riêng biệt, tất cả những vị tỳ kheo trong cái khu vực Sima đấy đồng ý. Tức là bây giờ muốn thọ giới tỳ kheo, tất cả các vị tỳ kheo trong cái ranh giới Sima đấy đồng ý là được. Cho nên là trong cái lúc mà kết giới thọ giới tỳ kheo mà Tục Kamacha, một vị tỳ kheo khác ở bên ngoài người ta đi vào, một cái là cái pháp nó mất thành tựu ngay. Cho nên là phải vị đó phải tránh xa cái ranh giới Sima. Cho nên là chùa cần phải kết giới Sima mới làm được những cái việc quan trọng ở trong chư tăng. Tăng là vậy. Khi trở thành tỳ kheo, vị ấy phải thực hành những bổn phận gì? Khi mà ở đời thì mình có bổn phận gì? Người đời có bổn phận, người đời, người tu có bổn phận, người tu. Vị ấy khi chưa trưởng thành thì có bổn phận với thầy thế độ, phải học thầy, bổn phận với chư tăng, làm việc tăng giao phó, bổn phận với pháp, phải học tam tạng, dựng kinh luận luận và thực hành giới định tuệ. Đây là bổn phận của người xuất gia. Khi trưởng thành thì vị đó có bổn phận để dạy bảo đệ tử và dạy bảo phật tử. Đây là một vị là trưởng thành thì có những bổn phận như vậy. Thế nào là thân xuất gia mà tâm không xuất gia? Bây giờ có những người người ta đi xuất gia rồi, nhưng mà hỏi xuất gia làm cái gì? Nhưng mà tôi cũng chẳng biết. Mà lúc ấy thấy mọi người đi xuất gia thích quá thì đi, mà giờ đi xuất gia là chẳng biết đi xuất gia làm gì nữa. Thì cái người này gọi là thân có đi xuất gia, nhưng tâm lại không đi xuất gia. Tâm không xuất gia thì xuất gia nhưng không thật lòng muốn tu, chỉ muốn hưởng thụ cái sự an nhàn. Ví dụ lắm người bảo ở ngoài này làm việc vất vả quá, nào động vất vả quá, đi tu cho nó nhàn, đi tu cho nó nhàn. Thế là cái đấy là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Người trong lòng còn tham sân si tà kiến như người thế tục. Có người thì thân tại gia tâm xuất gia. Thế nào là thân tại gia mà tâm xuất gia? Có những người sẽ có, mặc dù là cái, có những người Phật tử người ta sống ở tại gia, nhưng người ta không nắm những cái dục trần ở thế gian. Người ta siêng năng ngăn ngừa tâm tham, siêng năng ngăn ngừa tâm sân, siêng năng ngăn ngừa tà kiến. Tức là cái người tại gia nào mà có cái tâm thực hành giới định tuệ, người ta không chấp nhận cái tâm tham, không chấp nhận tâm sân, không chấp nhận cái tâm tà kiến. Cứ khi nào những cái tâm đấy nó khởi lên, người ta diệt trừ nó bằng mọi cách. Thì đấy là cái tâm của người xuất gia. Người xuất gia không được chấp nhận cái tâm tham, không được chấp nhận tâm sân và không được chấp nhận những tà kiến. Mỗi khi tâm, những cái tâm này nó khởi lên, vị đó cần phải diệt trừ nó. Vị đó đang đi thì vị đó diệt trừ ngay cái lúc nó khởi lên trong lúc đang đi, vị đó phải diệt trừ ngay cái lúc đang đi. Khi đang đứng, khi đang nằm, khi đang ngồi, những cái tâm tham sân si nó khởi lên, vì nó cần phải như lý tác ý để diệt trừ nó, chứ không được chấp nhận nó. Thế có những người, người tại gia có cái tâm đấy không? Tâm tham sân si nó khởi lên thì nó diệt trừ nó. Diệt trừ nó thì cũng giống như là cái tâm của người xuất gia. Nhưng mà chấp nhận nó thì mình là cái tâm của người tại gia. Thế nào là thân tâm đều xuất gia? Là người thật tâm xuất gia vì muốn cầu đạo giải thoát giác ngộ, nỗ lực tu sửa thân tâm và thực hành giới định tuệ. Thì đó là cả thân và tâm đều xuất gia. Còn người thân tâm đều không xuất gia, cái người mà chỉ lo hưởng thụ cái ngũ dục trần ở đời này mà không nghĩ đến đời sau. Người thế gian chỉ có hưởng thụ, cứ nghĩ rằng bây giờ mình sống làm sao mà được hưởng thụ những cái gì mà mình ưa thích nhất, mình mong cầu mà mình đạt được. Mình mong cầu những cái ngũ dục thế gian, tài sắc danh lợi, được thỏa mãn những cái điều đó là trên hết, chẳng cần nghĩ những cái gì hết. Thì cái người đó là người phàm tục, thân tâm đều không xuất gia.
Những người nào mà không giữ bát quan trai giới là người đấy là thân tâm đều không xuất gia. Còn người tại gia mà còn một tháng được giữ bát quan trai giới được 4 ngày thì cái người đấy là thân tại gia mà tâm xuất gia. Khi ngày mà tu bát quan trai giới là cái tâm rất là phải viễn ly, tâm là phải xa lìa không đắm nhiễm, phải sống phải bắt trước hạnh của bậc a la hán, và bậc a la hán là xuất gia. Thì một người tự bát quan trai giới 1 ngày là sống cái hạnh của các bậc thánh tăng 1 ngày. Thì cái người nào mà có thọ trì bát quan trai giới thì cái người đấy mới có được cái hạnh tâm xuất gia. Người đấy kiếp sau sẽ đi xuất gia, bố mẹ ngăn mấy cũng phải đi bằng được. Người nào tự mình cạo đầu đắp cà sa và tuyên bố tôi là người xuất gia thì có trở thành người xuất gia không? Đó sẽ trở thành cái người ăn cắp tăng tướng này, người xuất gia giả đi xin tiền ngoài đường ấy. Thì đó sẽ phạm cái trộm, cái tội ăn trộm tăng tướng vì nó không có thành tựu được cái pháp xuất gia. Giống như người không phải công an mặc áo công an vì nó nói tôi là công an đây thì làm sao? Thì bị bắt đi tù ha. Bây giờ mình gặp một cái người mà tự cạo đầu, tự mặc à sa mà tôi là người tu đây thì làm sao? Thì bắt đi tù luôn. Đó, giả mạo. Người xuất gia rồi có được về nhà sống cùng với gia đình không? À, tôi xuất gia nhờ thầy tôi cạo đầu cho tôi, mặc y cho tôi xong tôi về nhà tôi sống với gia đình. Có được không? Người thân và gia đình là sự chứng ngại cho sự thực hành pháp, nên người xuất gia phải từ bỏ gia đình và sống ở một nơi thanh tịnh, không vướng bận sự đời. Người xuất gia là vậy, không có về để ở cùng với gia đình, thỉnh thoảng về thăm một tí chút thôi được, không có quá 7 ngày. Nên người xuất gia có cái công việc tại gia thì cũng chỉ đến ngày thứ 6 là phải quay trở về chùa, nhưng không được tại gia lâu cả. Người xuất gia mà càng đi nơi xa thì càng tốt, càng xa những người thân thì càng dễ tu, nếu càng ở gần người thân thì rất là khó tu. Ở gần người thân thì suốt ngày bị nhũng nhiễu, vì những người thân nó không có để nhau. Còn cái người không phải người thân thì tôn trọng nhau. Ví dụ như là không phải người thân vẫn bạn mình đang ngồi thiền có thể sẽ bị người đấy vào nôi giận ra làm này làm bạn cái kia, nhưng mà người không phải người thân thì biết tôn trọng không có dám làm phiền nhau. Vì người thân hay kể cho nhau nghe những cái chuyện phiền não bất cứ cái chuyện gì trong lòng, nhưng mà là người thân thì kể cho nhau nghe, không cần phải có cái khoảng cách gì cả. Và còn những cái người mà không có người thân thì rất ít khi phải nghe những cái chuyện vui chuyện buồn. Bây giờ mình có chuyện vui mình muốn chia sẻ với ai trước? Chia sẻ với người thân trước. Mà cái chuyện vui phạm tục ở thế gian thì nó không có lợi ích gì cho cái việc tu tập. Bây giờ mình có chuyện buồn thì mình tâm sự với ai trước? Mình phải tìm người thân mình tâm sự trước. Vậy thì khi mà ở bên người thân thì lúc nào cũng được nghe chuyện, lúc nào cũng được nghe chuyện vui cũng được nghe, buồn cũng được nghe, đủ mọi chuyện được nghe. Cái tâm làm sao nó còn định tính được nữa, không định tính không thể tu được. Nên là người nào đi tu đi càng xa càng tốt, càng tránh xa càng tốt. Ngày xưa có một cái tỳ kheo trẻ bị đi xuất gia rồi bị đi đến một cái nơi xa, bị tu tập nhiều năm rồi không về. Thế là người mẹ ở nhà thì rất là thương nhớ, và người mẹ này thì có một người em trai cũng đi tu. Người em trai này nói bây giờ tôi sẽ đi đến cái vùng đấy. Thế là cái bà mẹ rồi hãy đến đấy và hãy gặp đứa con trai của tôi và thăm xem cháu có khỏe không, rồi dẫn cháu về thăm nhà và mọi người nhà rất là nhớ. Cho nên người em này bảo vâng, chị cứ yên tâm, tôi sẽ đi đưa nó về thăm chị. Thế là người em này đến đấy và ở đấy an cư 3 tháng. Trên đường đến đấy thì gặp cái người cháu này đang đi về. À, con về đâu? À, con đi về quê, năm nay con về quê con an cư. À, ừ thì con về đi, ở nhà mẹ đang nhớ lắm ấy. Thế là người cháu này đi về thì bị đó đi về đúng cái nhà của mình và an cư, tức là cái người đến cái ngôi chùa làm đấy an cư. Và cái ngôi chùa này nói rằng bây giờ con cái nhà cái bà mẹ này mà vào trong chùa và con xin hộ độ cho một vị tỳ kheo trong 3 tháng, hàng ngày con sẽ nấu thực phẩm và cúng dường vị đó suốt 3 tháng, và hàng ngày mời cái vị đó đến nhà con để thọ thực.
Thế là trong chùa mới cắt cho một vị tỳ kheo rất là trẻ, và hàng đấy hàng ngày hay đến nhà cái bà thí chủ đấy để nhận vật thực trong 3 tháng, và ngày nào vị đó cũng đến nhận vật thực, và ngày nào cái bà này cũng cúng dường xong rồi cảm ơn thí chủ để đi về. Suốt 3 tháng như vậy, hết 3 tháng rồi vị đó lại tiếp tục lên đường đi về cái ngôi chùa mà mình tu. Và cái người cậu của mình thì cũng ở trên cái nơi kia và đi trở về. Sau 3 tháng ăn cư đi trở về, khi về đến nơi thì cái bà chị bảo hỏi này, sao cậu về có một mình, sao không dẫn cháu về? Bảo chết rồi, hay là cháu tôi nó chết mất rồi, nên là cậu mới không có dẫn nó về. Bà năn là bà khóc, bà bảo thế là người cậu này mới hỏi, thế hàng ngày chị có thấy có một cái vị tỳ kheo trẻ mà vẫn đến để xin ăn ở nhà không? Bảo có, trong suốt 3 tháng hạ tôi cũng dành cho một vị tỳ kheo trẻ, ngày nào vị cũng đến đây nhận vật thực, và đó chính là con trai chị. Bảo trời ơi, con trai tôi đã thể nhập với trí tuệ của Đức Thế Tôn rồi, ngay cả cha mẹ cũng không còn là chướng ngại nữa. Thì cái bà này, bà có trách con không? Trách mà bà hoan hỉ, bà vui mừng. Bởi vì một cái người phải rất là có bản lĩnh, một cái người đã phải thể nhập được với này cái chánh đạo rồi thì mới có được cái sức lạnh lùng như vậy. Có được sức lạnh lùng như thế, không bao giờ gọi một tiếng mẹ, mà dù về nhà suốt 3 tháng trời. Thì cái bà này, bà ấy là một cái người rất là trí tuệ, bà mới biết được con mình là một cái người đã thể nhập với giáo pháp thì mới có thể tự tại được như vậy. Sống bên thì có những người như vậy thì mới không bị chướng ngại bởi những người thân, còn nếu không thì những người đó sống gần người thân sẽ bị chướng ngại. Kể mà mẹ ơi, có chuyện gì vui nhà xảy ra, bao nhiêu chuyện vui, bao nhiêu chuyện buồn kể hết cho nghe. Nghe xong rồi thì sao, nghe xong rồi thì còn tu được nữa không? Em bắt đầu nghe chuyện vui thì vui, nghe chuyện buồn thì chuyện lệ, làm sao rồi nữa. Người có nhiều hành động xấu như sát sinh, trộm cắp, tàn dâm, nói dối, uống rượu thì có thể đi xuất gia trở thành người tốt được không? Nhưng bây giờ có những người rất là xấu xa, đời người ta làm những cái việc đầy việc tội lỗi, bảo xin đi xuất gia, người cái này nó xấu xa thế này làm sao tu được? Thì cái người xấu như vậy còn đi xuất gia được không? Có thể trở thành người tốt được không? Vẫn có thể trở thành người tốt được, nếu người đó nhận thức được những cái hành động xấu đó là xấu, muốn từ bỏ việc xấu mà muốn trở thành người tốt, gặp được một môi trường thuận lợi. Thì cái người có nhiều người tu hành nghiêm chỉnh thường xuyên sạch tấn thì người đó sẽ thay đổi được, thay đổi một cách dễ dàng. Cho nên là cứ yên tâm, cứ xuất ra rồi sẽ thay đổi được hết. Nhưng mà tôi đang uống rượu, tôi đang nghiện rượu, hay tôi đang một ngày ngủ 9-10 tiếng, một ngày phải ăn 3-4-5 bữa thì làm sao để xuất ra ăn một bữa rưỡi, ngủ thì ít mà học hành thì nhiều làm sao chịu được. Cái đấy rất là đơn giản, cứ tu một thời gian là nó sửa được hết. Giáo pháp của Đức Phật rất là màu nhiệm, thay đổi được hết, cả những người ác trở thành người hiền, những người phàm tục trở thành những bậc thánh, những cái người xấu trở thành người tốt là chuyện bình thường, không phải lo. Có người có tính xấu như lười biếng, ham chơi, dễ tức giận, đi xuất gia để có thay đổi được tâm tính trở thành người tốt không? Có người đó, nếu người đó có được sự kinh cảm về nỗi khổ đau trong sinh tử, có ước muốn thoát khổ, sang đến môi trường xấu, thân cận môi trường tốt, tinh tấn hành thiện thì sẽ thay đổi được. Cho nên bây giờ mà dù có lười biếng, cảm thấy đứa con này nó lười biếng, ham chơi, dễ tức giận quá, cho đi xuất gia là nó thay đổi nhanh nhất. Chứ còn nếu cứ để ở nhà nó thân cận, nó ỉ lại người nhà, ỉ lại bố mẹ, không bao giờ nó sửa được cái tính này. Nhưng bây giờ mình muốn cho nó sửa được cái tính này, cho nó bắt tu. Tu một thời gian nó sửa hết thì lại nôi nó về. Có câu hỏi tiếp này, có người có bản tính ám độn, học trước quên sau làm, việc vụng về nói năng dại dột, đi xuất gia có thể trở thành một cái người thông minh hoạt bát được không? Có nhiều người như thế này không? Bản tính ám độn này, vì nó phải kham nhẫn một thời gian, là sẵn sàng làm nhiều việc thiện để tích lũy công đức, khi có cơ hội hành thiện phải nỗ lực thì sẽ thay đổi được. Châu nơi bàn đặc, châu nơi bàn đặc, khi đi xuất gia
chỉ học có một cái câu kệ bốn câu, một bài kệ có bốn câu mà học suốt trong 3 tháng không thuộc, ám độ đến cái mức như vậy. Và đến khi mà cái người ăn chay mắng đuổi không cho đó, người không xứng đáng ở trong pháp luật này, người không xứng đáng là người xuất gia, người quá ngu dốt, học 3 tháng được bài kệ không thuộc thì còn tu làm gì, về đi về đi. Thì cái người anh cũng là một vị tỳ kheo mà chứng a la hán rồi mà dạy em một bài kệ không thuộc, thế nên ông này phẫn nộ đuổi về. Nhưng mà cái người em này đang trên đường khóc nấc bỏ về thì Đức Phật đi trước, Đức Phật đón đầu và bảo con đi đâu, anh con đuổi con về không cho tu nữa, và thôi con cứ đi theo ta. Và Đức Phật về, Đức Phật dạy cho vị đó trong mỗi một nửa ngày, vị đó chứng quả a la hán luôn. Đức Phật dạy, Đức Phật thì bảo đây bây giờ con bao bụi cầm cái vải trắng bao bụi, cứ niệm là bao bụi. Thế là đến lúc là vị đó mới ngộ ra rằng là cái vải nó đang sạch sẽ như thế này mà khi mà nó bao bên ngoài nó trở thành cái vải ô nhiễm. Vị đó mới liên tưởng cái tâm của mình nó cũng thế, cái tâm của mình vốn dĩ nó cũng trong sáng, nhưng mà chỉ do mình nhiễm ô các cảnh trần, mình chấp thủ các cảnh trần, tham ái chấp thủ các cảnh trần mà nó trở nên ngu độn. Bây giờ buông bỏ cái tham ái chấp thủ đi là nó sẽ hết. Là vị đó buông hết, không tham ái, không chấp thủ cảnh trần nữa, thế là giác ngộ thành, trở thành bậc a la hán luôn. Bây giờ mà ai mà thấy mình không ngu tốt, mình buông hết tham ái chấp thủ với cảnh trần thì các anh cũng sẽ thành người trí luôn. Còn tham ái gì không, buông hết đi. Động lực gì có thể khiến cho một người từ bỏ được gia đình để đi xuất gia? Cái động lực gì này phải hỏi ai? Động lực gì, cái nguyện lực ở trong quá khứ là động lực chính. Tức là cái người đi xuất gia là người có, thường là có cái nguyện, người đó đã phát nguyện trong quá khứ ấy. Ví dụ trong quá khứ người ta làm cái việc thiện gì đấy, người ta phát nguyện là mong sao tiếp sau con đi xuất gia. Ví dụ hay là người ta vào chùa người ta cúng dường, hoặc là người ta cúng dường cái gì đó, người ta cũng có khởi thầm thầm ở trong tâm có cái ước nguyện như vậy, ước nguyện mong sao là người xuất gia. Hoặc là có những cái người, người ta thấy ở cái cõi đời nó khổ quá, nhìn thấy mấy thầy tu thong dong tự tại an lạc quá, trong khi đó ước nguyện là mong sao kiếp sau mình trở thành mấy vị tu để cho nó an nhàn. Thì đấy nó cũng là một cái nguyện lực. Nếu mà cái tâm lực đấy mà khởi lên một cái tâm thật sự, nó thành tựu mà nó cũng sẽ sau này nó sẽ thôi thúc cho cái người đó đi xuất gia. Thì đấy là cái nguyện lực trong quá khứ là một cái động lực thôi thúc chính. Gặp được giáo pháp trong hiện tại là một cái duyên hỗ trợ. Mình có nguyện lực nhưng mình không gặp được giáo pháp, mình không đi xuất gia. Nhưng có nguyện lực, có gặp được giáo pháp, mà có gặp được giáo pháp rồi cái quyết định nó yếu vẫn không đi xuất gia được. Cái quyết tâm ấy, quyết tâm nó yếu. Ví dụ mình định đi một cái bị người này cản, không cho đi chết ngay. Đấy là thì cái lúc này nó lại đòi hỏi thêm một cái nữa, có quyết tâm mạnh không? Quyết tâm mạnh thì sẽ đi được. Ví dụ như là xưa có một cái vị có một cái vị thanh niên đấy xin cha mẹ đi xuất gia. Cha mẹ bảo thà con chết con cũng được, nhưng mà con đi xuất gia là không bao giờ có. Con thà chết ngay ở trại nhà này cũng được, nhưng con đừng có nghĩ đến chuyện đi xuất gia. Mà vậy thì vị đó tuyệt thực suốt 7 ngày 7 đêm, không ăn, nằm nguyên tại chỗ, nằm vào tại nhà, không ăn, không uống gì hết. Cho đến ngày thứ 7 thì những cái người bạn bè đến và thôi bây giờ cha mẹ mà không đồng ý thì bạn sẽ chết, vậy cha mẹ hãy đồng ý đi để cho bạn nó được sống, đừng đi xuất gia. Vì một ngày nào đó bạn đấy sẽ nhớ những cái món ăn ngon, nhớ những cái đời sống vui thú ở tại gia, vì nó sẽ bỏ tu về nhưng mà ăn no đâu. Thế là cha mẹ bảo vậy phải, thôi là nó chết, để cho đi xuất gia. Xuất gia được 2 tuần mới chứng được quả a la hán. Thì phải có cái quyết định mạnh như vậy. Còn nếu mà không có quyết định mạnh thì lúc đấy bệnh đó sẽ không thể vượt qua được, không vượt qua được cái rào cản. Nếu vậy mình bị làm muốn đi xuất gia có 3 cái này thì là đủ. Có 2 cái thì còn thiếu mỗi cái nữa. Thiếu cái thứ 3.
Động lực gì khiến cho một người có thể từ bỏ những hành động xấu? Khi chưa đi quy y Tam Bảo, mình có sát sinh không? Có trộm cắp không? Có làm những việc xấu không? À, có uống rượu không? Nói dối không? Nói tục bậy không? Cái động lực gì nó khiến cho mình bỏ những cái hành động đấy? Lực gì nó khiến cho mình từ bỏ được? Nhờ có chi kiến đúng và có niềm tin đúng, hiểu về nghiệp. Chi kiến đúng tức là khi nó hiểu về nghiệp, tạo nghiệp gì thì thọ quả báo đó. Tức là khi là nhờ mình có cái hiểu biết về nghiệp, mình biết là sát sinh này là tội lỗi, sau này mình cũng sẽ bị người ta sát hại nặng. Và mình tin vào những cái hành động tốt thì có quả báo tốt, tin vào hành động xấu thì đến lại quả báo xấu. Thì cái động lực đấy nó làm cho mình thay đổi. Còn mình mà không có cái động lực đấy thì nó không thay đổi. Cho nên là cái người có nghe pháp, có hiểu pháp, có học pháp thì nó sẽ thay đổi, nó trở thành mình từ bỏ được những cái hành động xấu, trở thành cái hành động tốt. Vậy thì tin có nghĩa là tín, nghiệp có nghĩa là tuệ. Một người có đức tin và có trí tuệ, vì đó thay đổi hoàn toàn. Nhưng một người chỉ có đức tin thôi mà không có trí tuệ có thay đổi không? Vì nó cũng thay đổi, nhưng mà thay đổi một cách mông lung, không có biết cái gì cần thay đổi, cho nên nó có thể hành động đúng, hành động sai, không biết. Hoặc là có vị mà chỉ có tuệ mà không có đức tin thì sao? Vì nó chỉ có đứng để soi mói. Những người mà chỉ có tuệ không có tin, người ta đến chùa người ta chỉ soi mói cho ông sư ông làm cái gì, bị nó chỉ trích, trích tưởng sao thế, chỉ soi mói những nỗi lầm, soi mói nỗi lầm. Những người mà có tuệ mà không có tín thì người ta chỉ soi mói, còn người có tín mà không có tuệ thì người ta chỉ tin thôi. Xấu cũng tốt, cái gì mà xấu người ta cũng cho là tốt, khi mà có đức tin rồi vậy, trái ấu nó cũng tròn hết, người ta có niềm tin nó mạnh quá. Người phải có hai cái này, phải cần song song với nhau. Động lực gì khiến cho một người có thể thay đổi được tâm tính xấu thành tốt? Thay đổi được tâm tính, thay đổi được cái hành động và thay đổi tâm tính. Thay đổi tâm tính là người có ước muốn cao thượng và tinh tấn. Phải có ước muốn cao thượng và tinh tấn đúng sẽ thay đổi được. Ước muốn thoát khổ, ước muốn giác ngộ, ước muốn giúp những người đang khổ được thoát khổ, ước muốn giúp những người đang mê lầm được giác ngộ, tinh tấn giữ chánh niệm, tinh tấn thực hành thiền chỉ và thiền quán thì mới thay đổi được tâm tính. Người ta bảo là giang sơn thì dễ đổi mà bản tánh khó rời, thay đổi được bản tánh còn khó hơn thay đổi giang sơn. Vậy thì cái người mà thay đổi được cái tính cách nó sẽ khó hơn, thay đổi cái thói quen về cái hành động thì nó dễ. Nhưng bây giờ mình có đang hàng ngày mình ở nhà mình ăn bữa tối, nhưng bây giờ mình đến chùa mình không được ăn tối, đấy là một sự thay đổi. Nó có khó chịu không? Nó rất là khó chịu, nhưng mà tập một thời gian nó sẽ quen, một tuần sau quen, chả còn vấn đề gì nữa. Thay đổi cái đấy thì dễ, nhưng mà bây giờ mình thay đổi được những cái tâm hơi tí là nóng giận, cái tâm tham, tâm sân, tâm si, thay đổi được cái tính nết đấy thì có dễ không? Rất là khó. Thay đổi đến cái mức này thì khó hơn. Thì cái người này cần phải có cái chí nguyện cao thượng hơn, ước muốn được thoát khổ, ước muốn giác ngộ, ước muốn có những cái ước muốn rất là cao thượng và có những cái tinh tấn rất là mãnh liệt thì mới thay đổi được cái tâm tính, thay đổi được cái tham sân si trở thành vô tham vô sân vô si. Động lực gì khiến cho một người đang xuất gia rồi lại hoàn tục? Thấy những người nào đang xuất gia hoàn tục không? Tại sao có người đi xuất gia được thời gian để hoàn tục? Nghiệp chướng, tạo nghiệp bất thiện, xúc phạm đến các bậc thánh, cái nghiệp này nó sẽ trổ quả ngay lập tức. Nhưng mà xúc phạm đến một cái người đã thánh quả rồi, khó mà giữ được cái phạm hạnh này. Bão chứa quả của nghiệp trong quá khứ ngăn cản, có thể là trong quá khứ, có thể là cái nghiệp đó mình tạo ở hiện tại, có thể là cái nghiệp đó mình đã tạo trong quá khứ, cái quả báo mà mình đã tạo ở trong quá khứ
lúc là mình trong quá khứ mình đã từng ngăn cản người khác đi xuất gia. Trong quá khứ có đứa con nó đi tu rồi mình đến tận chùa mình lôi xịt nó về. Bây giờ mình đi tu thì làm sao? Thế có người ta lôi mình ra, có mà tu ổn định được. Đó là cái quả báo, báo chướng như vậy. Ngăn cản, ngăn cản người khác, mình không có ốc trì cho người khác tu tập, mình luôn gây khó dễ. Ví dụ cái người khi mà mình còn là cư sĩ, thế là có những người nào đến cái ngôi chùa ở nào mình tu, mình cứ ra mình gây sự, mình làm khó dễ, không để cho người ta yên ổn tu. Thì sau này một cái kiếp nào đó mình đi xuất ra mình không tu trọn vẹn được. Bây giờ cái người nào muốn tu trọn vẹn được, mình phải hết lòng hộ trì cho người tu. Người tu mình phải hết lòng cung kính, hết lòng tôn trọng, hết lòng hỗ trợ. Thì sau này mình đến một kiếp nào đó mình đi xuất ra, mình sẽ xuất ra trọn vẹn được. Còn bây giờ mình đưa ra mình soi mói, mình làm khó dễ cho người tu, thì sau này mình cái tu, cái sự nghiệp tu của mình nó gặp rất nhiều chướng ngại chắc chở, không thể nào mà tu trọn vẹn. Đấy là cái báo chướng nghiệp quá khứ, phiền não chướng là hay soi mói chỉ trích những lỗi lầm của người tu và ưa thích đời sống thế tục. Đấy là cái phiền não chướng. Mình nhìn thấy một ông sư này đi tu mà sao nắm lỗi lầm thế, chứ này soi mói người này, soi mói người kia. Thì là lúc đấy mình cũng không tu được, hay soi mói lỗi của người tu, không tu. Tại vì người tu thì có những người tốt, có người xấu. Bây giờ mình phải nhìn vào cái đức hạnh của những người tốt để mình noi theo, thì nó nhanh tiến bộ. Mình cứ nhìn vào những cái lỗi lầm của những cái người xấu, để rồi mình nghĩ là người tu là xấu như thế, thì là mình sẽ ra đời rất là xấu. Đấy là cái động lực khiến cho người đó bỏ tu. Động lực gì khiến cho một người xuất gia tu đến trọn cuộc đời? Động lực gì? Có quyết định, quyết tâm. Tức là vị đó phải có cái quyết định. Khi mà vị đó đi tu, vị đó quyết định người ta phải tu đến trọn đời. Có cái quyết định ngay từ cái bước ban đầu, có kham nhẫn, dù gặp chướng ngại cũng không, cũng cố gắng chịu đựng. Tức là vị đó phải có sẵn cái lòng kham nhẫn rồi. Đến khi nó gặp những cái chướng duyên, gặp những cái khó khăn, mình nghĩ không có lùi bước, vì đó nhẫn nhục, dù có nhục nhã đến mức nào cũng nhẫn nại, thì vị đó sẽ tu được. Còn vị đó mà không có cái lòng nhẫn, tham nhẫn này, hơi tí tự ái, hơi tí là khó chịu, hơi tí là dỗi, hờn dỗi, không có tu đâu được. Có viễn ni, tránh xa những quần chúng bất thiện và thân cận các vật phật thiệt thực. Có những người mới đi tu thì cái tâm nó rất là tốt, nhưng mà chỉ do là hay thân cận với những người xấu, hay gần gũi thân cận với những người xấu, một thời gian sau nó mất cái tâm đấy, nó mất cái tâm hảo tâm, nó trở thành cái tâm bị uế nhiễm, nên là phải tránh xa những người xấu, phải tránh xa môi trường xấu. Có xả ly tự tại đối với những đối tượng tốt và xấu, mình có xả ly, phải có cái tâm xả, buông xả. Tức là nếu bây giờ cái vị đó mà được cái sự cung kính cúng dường lợi dưỡng vật chất, vì đó không được chậm, hay là vị đó đi tu mà lại toàn gặp những cái chướng ngại, toàn gặp những cái chuyện nó không hài lòng, thì vị đó cũng không được chấp. Đấy là thèm cái tâm sản ni là với những cái tốt và xấu cũng tự tại. Thì bây giờ mình thấy có người tốt với mình quá, nhưng là mình cũng tốt nặng, thì nó làm sao? Nó sinh ra cái tình cảm. Mình thấy một cái người ghét mình quá, mình cũng ghét lại, nhưng làm sao? Sinh ra cái sân. Vậy thì phải làm sao đây? Tốt với mình cũng lạnh lùng, xấu với mình cũng lạnh lùng, bình thường. Đấy là cái tâm sản đi. Thì nó phải vậy, nó mới tự tại được. Có tinh tấn, nỗ lực trong pháp học và pháp hành. Mình phải lấy cái pháp học và pháp hành làm niềm vui nữa. Chứ một người mà học cũng không vui, hành không vui, thì còn làm gì đây? Thì tu lại còn mới học kinh điển mà thấy nó chán, hành thiền cũng chán, làm gì nữa? Thì bây giờ phải được hai cái: một là mình thích học, hai là thích hành, ba là thích cả hai. Hoặc không nữa thì thôi. Học cũng không thích, hành cũng không thích, tôi chỉ thích tu thôi. Tu cái gì? Còn cái gì để tu?
muốn sống cuộc sống có ý nghĩa nhất thì phải làm gì? Đã có ai từng nói là cuộc sống của tôi vô nghĩa chưa? Đây có ai kêu là tôi có cuộc sống vô nghĩa lắm không? Bây giờ muốn sống có ý nghĩa không? Có ý nghĩa nhất thì phải làm gì? Phải xuất gia. Vì xuất gia tạo được rất nhiều pháp ba la mật, sẽ không buộc phí kiếp sống này. Chỉ có đi xuất gia mới làm được rất nhiều cái việc có ý nghĩa. Ý nghĩa cho đời này, ý nghĩa cho đời sau, ý nghĩa cho bản thân mình. Gieo được cái duyên lành với rất nhiều chúng sinh, tạo được rất nhiều ba la mật, tích lũy được rất nhiều công đức. Tại sao không làm cái việc có ý nghĩa đi, làm việc vô nghĩa làm gì? Đời sống có ý nghĩa nhất. Ai mà kêu là đời sống, ai mà kêu chán đời lắm, có một cái để hết chán đời, đó là bỏ đời đi. Bỏ đời đi, có đạo đây mà, đạo còn tồn tại mà, chánh pháp còn tồn tại, giáo pháp tồn tại đây, cái việc chán đời đi. Muốn sống một cuộc đời cao thượng nhất thì phải làm gì? Thấy cái cuộc sống của mình đã cao thượng chưa? Có ai thấy cái cuộc sống mình là cao thượng không? Bây giờ mình thấy là bây giờ mình phải phấn đấu sau này làm chủ tịch nước, đấy là cao thượng. Cao thượng không? Bây giờ ông chủ tịch nước đi đâu rồi? Có người bảo mình phải cố gắng sau này phấn đấu làm tiến sĩ mới là cao thượng. Cao thượng không? Cuối cùng cũng xuống dưới hố hết mà. Vậy cao thượng nhất là cái gì đây? Muốn sống đời cao thượng nhất thì phải làm gì? Phải đi xuất gia. Vì xuất gia là ra khỏi nhà thế tục tầm thường. Nhà thế tục có cao thượng không? Nhà thế tục ăn cãi nhau oai oái suốt ngày. Cao thượng cái gì ha? Ra khỏi nhà phiền não hạ liệt. Người này làm phiền não người kia. Không chướng cái gì cái nhà thế tục ấy. Ra khỏi tam giới khổ đau, ra khỏi cái luân hồi. Cõi người này chẳng có gì cao, kể cả có sinh thiên giới cũng chẳng có cái gì là cao thượng hết. Cũng chỉ là cái cõi người này thì có gì đâu mà phải, đâu gì mà phải ham hố. Nên là phải đi xuất gia để có được cái, muốn có cái đời sống cao thượng nhất thì đi xuất gia. Muốn có một cuộc sống, muốn sống một cuộc đời thanh tịnh nhất thì phải làm gì? Cuộc sống của mình có thanh tịnh không? Cái thế gian có thanh tịnh không? Cái thanh tịnh là gì không? Thanh tịnh là trong sạch. Mà tôi sạch sẽ lắm mà, ngày nào cũng tắm mấy lần này. Đã thanh tịnh chưa? Tắm được cái thân mà có tắm được cái tâm không? Có cho cái tâm của mình nó được tắm lội không? Muốn cuộc sống thanh tịnh nhất thì phải đi xuất gia. Có giới thanh tịnh, không tạo nỗi lầm. Có định thanh tịnh, ni dục và ni khắc ác bất thiện pháp. Có chi kiến thanh tịnh, không có nhiễm ái và si mê tà kiến. Đấy mới là thanh tịnh. Tại gia mình có giữ giới được trọng vẹn không? Mình có tu thiền định được không? Mình có tu thiền tuệ được không? Vậy thì cuộc sống ở thế gian không có thanh tịnh. Vậy muốn thanh tịnh thì phải đi xuất gia. Xuất gia cho tâm hồn thanh tịnh. Muốn sống một đời thánh thiện nhất thì phải làm gì? Thánh thiện nhất phải xuất gia. Để chuyên tâm thực hành các pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh. Thì xuất gia là hướng đến chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả đây. Ở tại gia mình đã khen là ôi cái người đấy cũng thánh thiện lắm chưa? Cha mẹ tôi thánh thiện lắm, vợ chồng tôi thánh thiện lắm, con cái tôi thánh thiện lắm. Có ai đã từng tự hào vậy chưa? Chưa có ai tự hào vậy. Chứ ở thế gian này không có cái gia đình nào thánh thiện nữa. Chỉ có đi xuất gia thì mới có được thực hành được những cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh. Đó là những cái pháp tu giới định tuệ. Muốn thoát khổ sớm nhất thì phải làm gì? Thoát khổ. Đời có khổ không? Sướng không? Sướng hay khổ? Phải đi xuất ra để thoát khỏi sự thiêu đốt của phiền não, lợi danh, ái ố hỉ nộ.
ở hiện tại và thoát khỏi già bệnh chết ở tương lai. Phiền não ở thế gian nó phiền não nhiều lắm, cái nỗi khổ về thân, nỗi khổ về tâm, được mất hơn thua, khen chê yêu ghét, lúc nào mình cũng phiền lao đao chạy theo cái dục trần, và còn chìm đắm ở trong sinh tử nữa chứ. Tại sao mình không thoát nó đi, tại sao mình không giải thoát đi, chờ đợi gì nữa, đời sau sinh ra không chắc đã còn Phật pháp mà xuất ra nữa chứ. Giải thế nào? Muốn làm lợi ích cho nhiều người nhất thì phải làm gì? Cái thế gian này mình làm được lợi ích cho mấy người? Người nhà mình làm tất cả mọi thứ vì ai? Trên là vì cha mẹ, dưới là vì con cái, còn ở giữa là vì mình. Còn vì ai nữa không? Vì ai nữa không? Có vì có cái người là tại sao nào? Tôi sống vì lợi ích cho tất cả chúng sinh không? Đi xuất gia, vì xuất gia có thể truyền bá giáo pháp cho đời này, lưu truyền giáo pháp cho đời sau, giúp cho nhiều người được giác ngộ. Đấy là cái lợi ích lớn nhất cho thế gian, cho Phật pháp được lưu truyền ở thế gian. Người mình muốn cho Phật pháp lưu truyền thế gian hay là muốn cho nó mất tiêu Phật pháp đi? Để đỡ phải giữ giới, đỡ phải ăn chay, đỡ phải cúng dường, đỡ phải đi chùa, đỡ tốn kém, đỡ nọ, đỡ kia, đỡ nhiều thứ. Mình muốn cho giáo pháp được tồn tại ở thế gian, thì cho giác ngộ được cho nhiều đời, nhiều kiếp, cho nhiều người, thì phải đi xuất gia. Muốn báo đáp công ơn cha mẹ và những người thân tốt nhất thì phải làm gì? Phải xuất gia, vì xuất gia có thể giúp được những người thân giác ngộ chánh pháp và thoát khổ lâu dài. Thế bây giờ tại gia thì mình giúp được cái gì? Mình giúp cho được bữa ăn phải không? Giúp cho được bộ quần áo để mặc, giúp cho được cái nhà để ở, mình giúp cái đấy có lợi ích gì không? Giúp cái đấy, giúp cái đấy mà giúp nhiều quá thì người ta sẽ sinh ra tâm tham, tham ái. Ví dụ bây giờ mình xây, cha mẹ cứ yên tâm con xây nhà thật đẹp cho, ở quần áo thật đẹp cho, thức ăn thật đẹp cho, mai mốt sao cha mẹ chết rồi liên tiếp cái nhà này quá, chết là ngã quỷ luôn, có tốt không? Mình lúc đấy chết bắt đầu sinh ra cái tham ái, nhà đẹp quá là không có thoát được, nhà đẹp quá là khi chết là sẽ sinh làm ngã quỷ để coi nhà, có tài sản tiền của nhiều quá là chết cũng làm ngã quỷ để trông coi, nó bị tham ái nó dính mắc, cái đấy không có tốt. Cho mấy cái đấy là không bằng cho giáo pháp, cho giáo pháp để đạt được sự giác ngộ. Đó mới là cái pháp cao thượng là thế. Nếu có nhiều người xuất gia thì xã hội này có bị nghèo đi không? Và ai đi xuất gia thì ai đi làm? Xuất gia thì suốt ngày chỉ ăn không, thì lại ngồi, chẳng chịu đi làm, chẳng lao động gì cả. Thì ai mà cũng đi xuất gia thì lấy ai là người đi lao động làm ra của cải vật chất? Có nhiều người đi xuất gia thì xã hội có nghèo không? Bây giờ chùa Phúc Minh này có 100 người, 500 người tu thì có sợ làng Phúc Minh bị nghèo đi không? Nhưng làng Phúc Minh từng ngày mà có người tu về có bị nghèo đi không? Có nghèo như thế nào á? Có phải là người, có nhiều người đi xuất gia thì có sợ sự dân làng bị nghèo đói không? Ngược lại sẽ làm cho xã hội này giàu hơn. Từ lúc có chùa Phúc Minh thì cái dân làng này có cái giàu hơn không? Giàu hơn thì nghèo đi. Để làm cho giàu hơn ha. Vì chánh pháp được lưu truyền và thuyết giảng rộng rãi, mọi người trong xã hội sống với nhau với tâm chân chánh, mọi người hòa hợp giúp đỡ nhau, không ai phá hoại ai, mà tiêu cực xã hội giảm bớt, đạo đức tinh thần phát triển. Tức là mọi người biết làm phước, nhất là nhiều người đi xuất gia thì giáo pháp được truyền bá rộng rãi, mọi người biết tạo phước. Biết tạo phước thì cái phước nó trổ, thì mọi người sẽ có nhiều phước thì cái sự an vui và nó sẽ phát triển lên và nó sẽ giàu mạnh hơn. Người ta giàu là do phước chứ không phải là giàu là do cái lưu manh, cái mánh khóe mà giàu. Kể cả cái người ta có rất nhiều có rất là nhiều những cái cách thức để người ta làm giàu, người ta nếu không có phước vẫn không giàu được. Còn có những người ta sống rất là nhờn nhơ, rất tự tại, chẳng có đâu tâm tham gì hết, nhưng người ta có phước người ta vẫn giàu, có phải không?
còn sinh ra trong tâm thì ai mà chẳng có cái tâm tham này. Nhưng mà có những người tham tham hết cái này cái kia nhưng mà vẫn nghèo vì không có phước. Còn có những người ta tự dưng người ta cứ tự tại, người ta chẳng tham cầu, chẳng có phải mệt mỏi gì cả, nhưng mà người ta vẫn giàu vì người ta có phước. Vậy thì khi có nhiều người xuất gia sẽ dạy cho người nhiều người biết làm phước, cho nên nhiều người sẽ có phước và sẽ có nhiều người giàu. Nhưng cứ yên tâm, nhiều người đi xuất gia đừng có sợ đói, đừng có sợ nghèo, cứ đi xuất gia bằng này, người đi xuất gia hết được, cạo đầu hết luôn được. Trong gia đình có người đi xuất gia thì gia đình đó được lợi ích gì không? Nhưng bây giờ gia đình mà có đứa con nó đi xuất gia có cho đi không? Cho đi không? Mấy bà mẹ đâu vậy? Mấy người cha người mẹ đâu? Con cái đi xuất gia có cho đi không? Có được lợi ích gì không? Được lợi ích lớn, được thân cận chư tăng, được nghe chánh pháp, được hiểu được thiện ác chánh tà, có nhiều cơ hội để tạo phước thiện và có cơ hội thực hành chánh đạo và giải thoát sinh tử. Đây là cái lợi ích. Nếu mà gia đình có người để đi xuất gia mình có được lợi ích như vậy. Hết.